tôi thấy rồi. Say, say. Ăn đi. Tới sao? Say. Yeah. Chim hai cũng khó lừa. Sao lừa hai vòng nước của hai? Để chơi. Dạ bộ đây là nước của O, đây là nước của hai. Không có luôn đây. Ai quên? Chút không. Ủa là sao? Chị hai thua rồi. Ê ê, cưng chưa qua đây, cho phép chị đi trước hả? Ô yeah, cảm ơn. Ủa là sao? Có nghĩa là về nhà mẹ. Lại có nghĩa là về nhà mẹ. Con đang ở đây, thằng O đã định qua. Ơ lộn, em ở đâu ta? Ở đâu ta? Thằng lúc chứ hai này ở đây. Thằng O nó ở đây. Thằng O nó định qua đây cho con hết chỗ. Nhưng may quá, nhưng mà thằng O nó ở đây nên con sẽ xuống đây. Ủa là lúc đó em nó chưa đi chứ bộ? Ủa, thằng O nó con đi. Thằng O nó nhường cho con. Con nhường cho chị hai. Trời ơi, nhường nó trời. Cho con đỡ chỗ đi anh. Yeah.